Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công xây dựng dự án chợ Mường Lò, khu C tại phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Ngành y tế tỉnh Yên Bái triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 1 cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch theo nghị quyết số 21 của Chính phủ. Tổng kết 5 năm xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Văn Yên phát động phong trào xây dựng gia đình 5-0, 5-sạch đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Trong phần thời sự quốc tế, Trung Quốc phản đối Australia hủy bỏ thỏa thuận liên quan đến sáng kiến vành đai con đường. Đức cân nhắc rút quân khỏi Afghanistan từ đầu tháng 7 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã dự lễ khởi công xây dựng dự án chợ Mường Lò khu C tại phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ. Dự án chợ Mường Lò khu C có quy mô xây dựng 28.000 m², tổng mức đầu tư trên 275 tỷ đồng, bao gồm khu ki-ốt kinh doanh các ngành bách hóa và dịch vụ tổng hợp, khu nhà chợ truyền thống, khu chợ đêm, khu kinh doanh không thường xuyên và các hạng mục phụ trợ khác, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khoảng 600 hộ kinh doanh trên địa bàn. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, dự án chợ Mường Lò khu C hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các tiểu thương và là một tổ hợp dịch vụ sầm uất, an toàn, tiện ích và văn minh thương mại. Đặc biệt, dự án chợ Mường Lò khu C không chỉ tạo quan việc làm cho người dân trong khu vực mà còn phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị, tăng thu cho ngân sách nhà nước và làm cho diện mạo của thị xã Nghĩa Lộ ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thương, quảng bá sản phẩm, trao đổi hàng hóa trong và ngoài địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 1 cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch theo nghị quyết số 21 của Chính phủ. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã tới kiểm tra việc triển khai tiêm vaccine. Theo quyết định phân bổ vaccine của Bộ Y tế, tỉnh Yên Bái được cấp đợt 1 là 4.500 liều vaccine, tương đương với 4.500 người được tiêm mũi 1. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine, trong đó thứ tự ưu tiên đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 21 của Chính phủ. Để an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tỉnh Yên Bái đã tổ chức tiêm những mũi vaccine phòng chống COVID đầu tiên cho những người làm việc trong các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đây là việc làm hết sức cần thiết, là biện pháp chủ động trong phòng chống COVID-19 trước diễn biến dịch bệnh còn hết sức phức tạp như hiện nay. Trong thời gian tới, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các địa phương căn cứ vào kế hoạch phân bổ vaccine của Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch chi tiết để tiêm phòng vaccine COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng thứ tự ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ. Đồng thời, Ủy ban tỉnh Yên Bái sẽ chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân để hiểu rõ về đối tượng ưu tiên cũng như là tác dụng và tính an toàn của vaccine để người dân yên tâm trong tiêm phòng vaccine phòng chống COVID-19. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái là đơn vị được chọn thực hiện những mũi tiêm phòng COVID-19 đầu tiên của tỉnh. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêm chủng, bệnh viện đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả các bước. Theo đó, khu vực tiêm chủng được bố trí một phòng khám sàng lọc, hai phòng tiêm và một khu vực theo dõi sau tiêm. Dự kiến trong thời gian 22 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ tổ chức tiêm trên 700 liều vaccine cho trên 700 cán bộ y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tất cả thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Thực ra là lúc đầu mình trước khi mình tiêm thì mình cảm thấy rất là hồi hộp, lo lắng. Bởi vì là cái đơn vị của mình là cái đơn vị đầu tiên để thực hiện cái tiêm COVID này, phòng COVID này. Thế nhưng mà khi mà vào tiêm rồi thì cũng thấy yên tâm lắm, chẳng thấy vấn đề gì cả. Tiêm thì cũng không đau, thoải mái, tư tưởng thì thoải mái lắm. Chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của quyết định 1734 của Bộ Y tế về tổ chức cơ sở tiêm chủng. Và theo đó thì tất cả các cái thành viên mà đã được đăng ký để tiêm vaccine đợt đầu này thì được khám sàng lọc một cách chặt chẽ theo quyết định 1624 của Bộ Y tế. Và đây chúng tôi đã chuẩn bị các điều kiện tối đa, có một bàn khám sàng lọc, hai bàn tiêm
và có khu vực theo dõi sau khi tiêm. Và cho đến hiện nay thì ngày đầu tiên chúng tôi tiêm được trên 100 mũi vaccine và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tất cả các đối tượng tiêm phòng vaccine COVID-19 được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và được khám sàng lọc sức khỏe kỹ lưỡng. Sau những mũi tiêm phòng vaccine COVID-19 đầu tiên trong ngày 22 tháng 4, sức khỏe của các đối tượng được tiêm đều ổn định. Tôi là những người được tiêm đầu tiên vào buổi sáng hôm nay và cho đến bây giờ thì tôi thấy sức khỏe tôi bình thường. Cơ thể cảm giác như không có gì thay đổi. Mục tiêu quan trọng nhất là tiêm chủng phải đảm bảo an toàn. Thế và Bộ Y tế đã ban hành cái quy trình tiêm chủng an toàn. Thế và để đạt được cái mục tiêu đó thì ngành y tế tỉnh Yên Bái cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành tổ chức cái việc tập huấn để cho tất cả các cái cán bộ thực hiện cái công tác tiêm chủng trong đợt này được tập huấn lại một lượt về cái quy trình tiêm chủng an toàn do Bộ Y tế quy định. Thế và đặc biệt là cái việc hướng dẫn sử dụng cái vaccine phòng chống COVID-19 theo đúng cái hướng dẫn của Bộ Y tế. Thế và sau đó là đến cái việc rà soát lại các cái điểm tiêm chủng, đảm bảo cái việc bố trí các cái điểm tiêm chủng theo đúng quy định, gồm có cái phòng tiêm theo một chiều, có cái điểm tiếp nhận, điểm khám sàng lọc, phòng tiêm, phòng chờ và theo dõi sau tiêm theo đúng quy định. Và đặc biệt nữa đó là cái thuốc và trang thiết bị để sẵn sàng cho cái việc cấp cứu sốc phản vệ nếu có. Mặc dù tỷ lệ này thì rất thấp, thế nhưng mà ngành y tế cũng sẵn sàng để đảm bảo được tất cả các điểm tiêm đều phải sẵn sàng cái thuốc cấp cứu cũng như là cái trang thiết bị để phục vụ cho cấp cứu. Ngay sau điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế Yên Bái sẽ tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đồng loạt tại 11 đơn vị, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và tại 8 trung tâm y tế các huyện thị thành phố trong tỉnh. Từ ngày 7 tháng 5 đến hết ngày 12 tháng 5 sẽ tiêm cho các đối tượng bổ sung. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Sau 5 năm triển khai mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã thành lập được 30 câu lạc bộ với gần 1.500 thành viên tham gia. Hầu hết các câu lạc bộ đều hoạt động hiệu quả, góp phần tăng cường sự gắn kết xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, gia đình hòa thuận, thôn xóm bình yên. Dưới sự lãnh đạo của địa phương, thì câu lạc bộ liên thế hệ của đội trạm chúng tôi đạt được rất nhiều kết quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Với góc độ là giúp nhau làm kinh tế, trên là 54 thành viên thường xuyên là đoàn kết với nhau, rồi là tuyên truyền với nhau, học hỏi lẫn nhau. Bây giờ là được cán bộ kỹ thuật của chi huyện xuống giúp đỡ đấy, chúng tôi đã được mở được 5 lớp bồi dưỡng kỹ thuật cho thành viên. Đặc biệt là trong công việc giúp đỡ nhau về liên thế hệ, chúng tôi có cái việc là vận động con cháu học tập khuyến học khuyến tài. Từ khi tham gia mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, cuộc sống của các thành viên trong câu lạc bộ, đặc biệt là những người cao tuổi đã có nhiều thay đổi. Tinh thần lạc quan, vui vẻ hơn, các thành viên được giao lưu học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tham gia vào những hoạt động bổ ích cho chính bản thân để sống vui, sống khỏe và sống có ích cho xã hội. Từ khi mà câu lạc bộ được thành lập thì cái tinh thần của hội viên chúng tôi rất là phấn khởi, rất là tin tưởng mà rất là nhiều hội viên muốn tham gia vào hoạt động của hội. Và cái đời sống của hội viên chúng tôi đã giảm bớt, cái hội viên giảm nghèo. Hiện nay đối với câu lạc bộ chúng tôi thì không còn hội viên nghèo nữa. Từ những kết quả đạt được trong giai đoạn tới, Hội người cao tuổi Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, đồng thời thành lập mới thêm 50 câu lạc bộ mới với khoảng 2.700 thành viên tham gia, trong đó 70% là hội viên hội người cao tuổi, để đạt mục tiêu có 50% các xã phường thị trấn trong tỉnh có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Bên cạnh đó, Hội người cao tuổi các cấp cũng sẽ chú trọng nâng cao chất lượng của các câu lạc bộ với những hoạt động cụ thể như chăm sóc sức khỏe, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, hỗ trợ cho các thành viên vay vốn tăng thu nhập. Để nhân rộng cái mô hình này thì chúng tôi tiếp tục, thứ nhất là tiếp tục là truyền thông và tuyên truyền về cái mô hình câu lạc bộ này để chúng mọi người thấy, mọi người hiểu và tiếp tục giúp đỡ để xây dựng cái câu lạc bộ này. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ đào tạo tập huấn
cho các cái ban chủ nhiệm trong câu lạc bộ để điều hành cái hoạt động hàng tháng, hàng quý cho nó thực sự có bài bản. Cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng sẽ kêu gọi rồi các cái tầng lớp nhân dân, mọi người, các doanh nghiệp ủng hộ để hình thành cái quỹ để cho để phát triển doanh nghiệp, góp phần nghĩa là để tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo, và cũng kêu gọi mọi người hãy đoàn kết cùng với người cao tuổi để xây dựng hơn nữa, và để đến năm 2025 này chúng ta có 50% số xã ở trên phạm vi toàn tỉnh có cái câu lạc bộ này, và sẽ góp phần tích cực để chăm sóc sức khỏe rồi thực hiện các cái chính sách ở nông thôn, và nó là tiếp tục là gắn với cái phong trào xây dựng nông thôn mới ở tỉnh ta. Nhân dịp này, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã tặng bằng khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân. Ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng hoạt động câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4 tại xã Viễn Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên phối hợp với Đảng ủy xã Viễn Sơn tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng gia đình 50 năm sạch, góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Văn Yên là địa phương đầu tiên trong tỉnh xây dựng phong trào gia đình 50 năm sạch, dựa trên cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch nhằm thu hút và tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa và bảo vệ môi trường. Trong đó 50 là không đói nghèo, không vi phạm pháp luật, không tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học. Tiêu chí 5 sạch gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và thêm 2 nội dung mới, đó là sạch đường và sạch đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mô hình này sẽ được phát động rộng khắp trên địa bàn 25 xã thị trấn. Và ở cấp xã thì cũng tương tự như ở cấp huyện là do Mặt trận Tổ quốc xã sẽ chủ trì. Hội phụ nữ xã sẽ là nòng cốt và các ngành đoàn thể sẽ là thành viên để trở thành một cái phong trào rộng khắp, chung tay góp sức để xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Văn Yên đã cùng hơn 300 cán bộ và nhân dân xã Viễn Sơn tham gia lao động vệ sinh các mương, rãnh thoát nước xung quanh khu vực sân vận động, phát quang làm sạch các tuyến đường trục chính trên địa bàn xã, tổ chức thu gom phân loại rác thải trên cánh đồng và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường dọc các tuyến đường trong xã. Viễn Sơn là một trong 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 của huyện Văn Yên. Do vậy, được chọn làm điểm triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình 50 năm sạch đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng gia đình, khu dân cư hạnh phúc, nâng cao đời sống tinh thần và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí số 17 về vệ sinh môi trường. Đối với Viễn Sơn thì chúng tôi là một cái xã vùng cao, dân cư được phân bố. Đối với năm 2021 thì chúng tôi đang thực hiện cái cán đích cái nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí 17 đến cái môi trường là chúng ta sẽ phát động từ ý thức cho những hội viên, đoàn viên là từ các hộ gia đình người ta nhận thức đầy đủ. Đấy, trong phát động này thì chúng tôi đã mời tất cả các ngành đoàn thể để nhân rộng làm sao được hoàn thành được cái tiêu chí 17 là vệ sinh cái môi trường. Để mô hình phát huy hiệu quả ở tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Văn Yên, Hội Phụ nữ huyện sẽ giữ vai trò nòng cốt. Theo đó, mô hình sẽ được thực hiện dựa trên việc duy trì có hiệu quả và thành lập mới mô hình chi hội phụ nữ 50 ba sạch, giúp đỡ hộ gia đình đạt tiêu chí được giao năm 2021, đồng thời vận động mỗi hộ gia đình hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện thêm 2 nội dung mới, trong đó trọng tâm là tiếp tục duy trì vận động hội viên, nhân dân, dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải trên đường làng ngõ xóm, gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thì chúng tôi cũng đã ngay lập tức đã có cái công văn để phối hợp với Đảng ủy các xã thị trấn và chỉ đạo các cái chị em hội viên cũng như là các chi tổ hội. Trước tiên là chúng tôi thành lập các cái chi hội và tổ nhóm
về triển khai duy trì cái nội dung của vận động 503 sạch và nhân rộng, triển khai mở rộng thành cuộc vận động gia đình xây dựng gia đình 505 sạch. À, tiếp theo là chúng tôi đã tổ chức các cái lễ phát động điển hình như là buổi lễ ngày hôm nay và lễ phát động về vệ sinh bảo vệ môi trường ở cắm các cái biển đường phụ nữ tự quản và các cái xây dựng thêm các cái tuyến đường hoa, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Ngay sau lễ phát động cuộc vận động xây dựng gia đình 505 sạch tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục nhân rộng và triển khai thực hiện phong trào ở các xã thị trấn trên địa bàn, qua đó phát huy vai trò chủ thể của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cộng đồng trong xây dựng quê hương, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 4, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức tập huấn công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2021 cho gần 150 cán bộ quản lý các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và cán bộ công an làm công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Trong thời gian một ngày, đội ngũ cán bộ quản lý và công an được phổ biến các nội dung về chủ trương của Bộ Giáo dục Đào tạo thi tốt nghiệp năm 2021, định hướng chỉ đạo ôn thi, nội dung chương trình ôn thi, duy trì tỷ lệ chuyên cần ôn thi tốt nghiệp, thảo luận quản lý ôn thi tốt nghiệp, cách thức triển khai máy tính cầm tay trong ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, thống nhất xây dựng và điều chỉnh kế hoạch ôn thi tốt nghiệp theo từng môn, cách thức tổ chức giờ ôn thi, chủ đề ôn thi, các giải pháp có hiệu quả khi tổ chức ôn thi, rà soát bổ sung ngân hàng câu hỏi ôn thi tốt nghiệp năm 2021. Về cơ bản, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được giữ ổn định như kỳ thi năm 2020 diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 năm 2021, với 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập, 2 bài thi tổng hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Dự kiến năm nay toàn tỉnh có 8.500 thí sinh, trong đó có trên 6.700 thí sinh là học sinh trung học phổ thông, 1.150 thí sinh giáo dục thường xuyên và còn lại là thí sinh tự do. Tỉnh Yên Bái có 26 điểm thi với 350 phòng thi, trên 1.600 cán bộ làm công tác coi thi. Sau đợt tập huấn này, các trường trung học phổ thông sẽ tổ chức tập huấn cho toàn bộ giáo viên lớp 12, đồng thời phổ biến quy chế thi đến toàn thể học sinh lớp 12. Thưa quý vị và các bạn, nghề trồng dâu nuôi tằm đã có Việt Nam được khoảng 20 năm và được xác định cây chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Với những chính sách hỗ trợ hiệu quả của tỉnh, của huyện, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, nên nghề trồng dâu nuôi tằm ở Việt Thành ngày càng phát triển bền vững, mang lại thu nhập cao cho bà con. Gia đình ông Nguyễn Thế Ngữ ở thôn Lan Đình là một trong số những hộ dân đầu tiên ở xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, mạnh dạn đưa cây dâu vào trồng ở những ruộng lúa kém hiệu quả. Có thời điểm tưởng chừng không thể gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm này, thế nhưng nhờ chịu khó học hỏi, đến nay sau 20 năm, cây dâu con tằm đã trở thành nguồn thu nhập chính của gia đình ông Ngữ. Hiện với gần 18 sào dâu, mỗi năm gia đình ông có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Mặc dù là năm 2020 do cái đại dịch của Covid, nói chung của cả đất nước chứ không phải riêng gì ở xã chúng tôi cả. Thế đấy là chúng tôi lại, thế nhưng mà chúng tôi cũng xác định, tức là dù trong đại dịch hay là do thời tiết hay có thế này khác, với cây dâu tằm của chúng tôi là vẫn tin tưởng vào cái cây dâu tằm này. Và đặc biệt là trong năm 21 này, cây dâu tằm mà lá dâu nó tốt như thế này. Và bà con nhà chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng rằng là vụ kén tằm của năm 2021 này so với các cái năm trước, từ 20 trở về trước, thì là nó sẽ hơn nhiều. Lan Đình là thôn đầu tiên ở xã Việt Thành trồng dâu nuôi tằm và cũng là thôn có diện tích dâu tằm lớn nhất xã với khoảng 90 ha. 90% hộ dân trồng dâu nuôi tằm. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, phần lớn các nhà máy đều tạm ngừng sản xuất do thiếu thị trường nên giá kén tằm đã giảm mạnh. Có thời điểm giá kén tằm giảm xuống chỉ còn 50 đến 60 ngàn đồng một kg. Vì vậy thu nhập của người nuôi tằm giảm xuống còn một nửa so với năm trước. Tuy vậy, người dân trong thôn vẫn duy trì chăm sóc tốt các diện tích dâu hiện có, đồng thời mở rộng thêm diện tích trồng mới để tiếp tục nuôi tằm. Với hy vọng vụ dâu tằm năm 2021 này, dịch bệnh được kiểm soát, giá cả sẽ ổn định. Mong muốn sang năm nay này,
Thôi giá cả nó cứ từ 100.000 rồi một cân đổ lên thì là cho nó ổn định một tí thì cho bà con chúng tôi cho đỡ khổ. Chứ lá dâu lá dưa thì chăn nuôi con tằm cũng vất vả. Trời nắng nó vậy còn trời mưa. Về là lá dâu trời mưa là rất khổ. Về là chúng tôi phải tãi ra là phơi rồi quạt thì mới cho tằm ăn được, ăn ướt nó không ăn được. Nên là chúng tôi mong cái giá cả cho nó ổn định để cho bà con chúng tôi đỡ vất vả. Kiên trì với cây dâu con tằm, giờ đây người dân xã Việt Thành không chỉ mở rộng diện tích, đưa các giống dâu có chất lượng và năng suất cao vào trồng, mà còn chủ động áp dụng công nghệ mới vào nuôi tằm. Nhiều năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, chị Lưu Thị Tuyết, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành đã trải qua nhiều cơ cực của nghề này, song vẫn chọn cây dâu con tằm làm hướng phát triển kinh tế. Hiện tại, gia đình chị lựa chọn nuôi chuyên canh tằm giống. Thay vì nuôi tằm bằng nong, khoảng 2 năm nay chị Tuyết đã chuyển hoàn toàn sang nuôi tằm giống bằng khay nhựa. Gia đình chị Tuyết cũng là một trong 11 thành viên tham gia hợp tác xã dâu tằm của xã Việt Thành từ năm 2018. Hợp tác xã sau khi thành lập đã tạo đầu mối liên kết với các doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, từ khâu cung ứng vật tư, sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên, năm 2020, do giá kén tằm xuống thấp kéo dài, nên thu nhập của hợp tác xã tằm giống cũng bị giảm gần 40%. Bước vào vụ nuôi tằm xuân năm 2021, các thành viên trong hợp tác xã đang tất bật sản xuất để cung ứng đủ lượng giống tằm cho người nuôi trong xã. Năm ngoái nuôi tằm con là rất là vất vả. Và giao đến để nói là giao thì nó chỉ bằng một nửa của năm 2019 thôi. Đấy, xưa xa suốt thì kinh tế quá nhiều. Bọn cô cũng rất là chán. Thôi thì sang năm nay thì đầu xuân năm mới thì thấy thời tiết nó cũng thuận lợi. Và đầu xuân cô cũng đã giao được 4 tờ trứng. Nói chung là nó là cô cảm thấy cũng thấy nó ổn định. Và cũng chỉ mong muốn làm sao là cho thời tiết nó thuận lợi. Mình làm nuôi con tằm giống cho dân. Cái dân nuôi thì được thì nói chung là họ cũng rất phấn khởi và họ cũng tập trung vào kinh doanh con tằm. Thứ hai nữa là về giá cả thì năm nay thì cũng chỉ mong muốn cho giá cả nó ổn định. Hiện nay xã Việt Thành đã thành công trong việc quy hoạch vùng trồng dâu nuôi tằm. Toàn xã đã có gần 200 hectare dâu được trồng tập trung chủ yếu ở các thôn Lan Đình, Trúc Đình và Phúc Đình. Vụ xuân này người dân trong xã đã trồng mới được 15,5 hectare, vượt 155% kế hoạch. Ngoài ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với ngành chức năng mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động nhân dân cải tạo nâng cấp xây dựng mới nhà tằm, đảm bảo kỹ thuật, đặc biệt là xây dựng các tổ hợp tác dâu tằm để khuyến khích người dân gắn bó lâu dài và làm giàu từ trồng dâu nuôi tằm. Năm 2021, xã Việt Thành phấn đấu sản lượng kén đạt trên 300 tấn, mang lại nguồn thu hơn 30 tỷ đồng. Năm 2020 do ảnh hưởng của cái dịch Covid-19 thì về tình hình phát triển kinh tế là chung, thì trong đó có cái chương trình trồng dâu nuôi tằm của xã Việt Thành thì cũng bị ảnh hưởng. Giá cả thì năm 2020 so với những năm trước thì cũng bị coi như là xuống thấp rất là nhiều. Nhưng mà đối với người dân trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã Việt Thành rất tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của các cấp. Trong đó có chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền vận động để người dân coi là vẫn quyết tâm để coi là tập trung chăm sóc các diện tích dâu hiện có và tiếp tục vẫn phát triển mở rộng diện tích và là thực hiện tốt các cái kỹ thuật cùng với cái sự quan tâm của huyện Trấn Yên đã giới thiệu và đưa những kỹ thuật mới và đưa những cái chương trình hỗ trợ như vừa rồi là đưa những chương trình hỗ trợ về phân bón cho người dân thì người dân rất phấn khởi và tin tưởng và hiện nay đối với xã Việt Thành chúng tôi là vẫn tiếp tục đang mở rộng diện tích trồng dâu. Riêng đầu năm 2021 là đã phát triển được 15 ha và nâng tổng số diện tích trồng dâu của xã Việt Thành lên gần 200 ha. Với chủ trương đúng đắn và sự chỉ đạo đồng bộ, tin tưởng nghề trồng dâu nuôi tằm sẽ tiếp tục phát triển mạnh, xứng đáng là ngành mũi nhọn ở Việt Thành, vừa giúp tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân địa phương, vừa góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Thưa
quý vị và các bạn, càng gần đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chính là lúc các đối tượng phạm tội thường lợi dụng để chống phá. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Yên Bái có 129 khu vực bỏ phiếu. Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tốt các hoạt động trước, trong và sau bầu cử, Công an thành phố đã phối hợp với các lực lượng cơ sở thường xuyên tuần tra kiểm soát, bảo vệ tuyệt đối các địa điểm bầu cử, bố trí lực lượng ứng trực sẵn sàng giải quyết các tình huống xảy ra ngay tại địa bàn. Cùng với tuần tra kiểm soát an ninh, các lực lượng còn lồng ghép tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó giúp người dân nâng cao ý thức, không lơ là chủ quan trước dịch bệnh, phát huy vai trò làm chủ cũng như tinh thần đoàn kết trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thì có được chi bộ giao làm cái nhiệm vụ là công tác bảo vệ trước, trong và sau bầu cử, thì bản thân cũng đã lên kế hoạch và xây dựng cái chương trình bảo vệ làm sao mà bảo đảm ngày bầu cử cũng là cái ngày hội của toàn dân, là làm công tác bầu cử làm sao tốt nhất. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, ngoài việc rà soát nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thì việc bảo mật thông tin, quản lý phát hành khai thác sử dụng thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet có vai trò đặc biệt quan trọng. Do đó, Công an thành phố Yên Bái đã tăng cường lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời nắm bắt và kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng, ngăn chặn và xử lý các đối tượng, thế lực thù địch có âm mưu, ý đồ chống phá bầu cử. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát thông tin về dịch bệnh COVID-19 cũng được Công an thành phố Yên Bái triển khai bằng nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa và kịp thời xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật, tránh gây hoang mang trong dư luận xã hội. Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm để đảm bảo an ninh tuyệt đối. Đặc biệt là trước mắt trong giai đoạn hiện nay thì đang tiến hành phối hợp để rà soát, đảm bảo về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp 21-26. Thì đặc biệt là phối hợp chính quyền địa phương tham mưu giải quyết tốt các vụ việc ngay tại cơ sở, không để hình thành các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến quá trình bầu cử, đặc biệt là đối với tâm lý của người dân tham gia đi bầu cử. Về biện pháp phòng chống dịch bệnh thì Công an thành phố đã triển khai các biện pháp phối hợp với các cơ quan và các ban chỉ đạo của các cấp để triển khai lực lượng để đảm bảo an toàn 100% đều các cái điểm bầu cử đều thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Song song với việc giữ gìn an ninh trật tự, công tác đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường cũng được Công an thành phố Yên Bái triển khai bằng nhiều giải pháp. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái đã xử lý gần 900 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 650 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 77 trường hợp. Lực lượng công an phường, xã trên địa bàn cũng đã xử lý trên 300 trường hợp vi phạm luật giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn. Chức năng nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Yên Bái, chỉ huy đội đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường bộ có liên quan đến chương trình hoạt động của cuộc bầu cử, bố trí lực lượng phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn chỉ huy điều khiển giao thông, tổ chức phân luồng từ xa, chủ động phương án xử lý các tình huống phức tạp về trật tự an toàn giao thông, không để ảnh hưởng đến việc đi lại của cử tri trước và sau cuộc bầu cử. Tập trung tấn công trấn áp tội phạm, Công an thành phố Yên Bái đã kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc không để xảy ra trọng án trên địa bàn, với trên 90% các vụ phạm tội về trật tự xã hội được điều tra. 100% tin báo, tố giác, kiến nghị khởi tố đều được xác minh giải quyết theo đúng quy định. Công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm về ma túy, môi trường, kinh tế cũng được triển khai quyết liệt. Để thực hiện đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn, được sự lãnh đạo của Công an tỉnh, lãnh đạo thành phố, thì Công an thành phố chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau. Thứ nhất là tiêu chuẩn, rà soát toàn bộ tiêu chuẩn của số ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thứ hai là tổ chức cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp bầu cử của Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Phân công cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 128 điểm tổ chức bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối và các cái công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị lớn có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và tỉnh Yên Bái. Vì vậy, lực lượng công an nói chung và công an thành phố Yên Bái nói riêng đang nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. Thông báo về việc quy định treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2021, 135 năm ngày Quốc tế Lao động, mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2021 và 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định treo cờ Tổ quốc băng rôn khẩu hiệu như sau: tất cả các cơ quan công sở nhà nước, các ban của Đảng, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang, các địa phương, các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh treo cờ Tổ quốc băng rôn khẩu hiệu. Nội dung băng rôn khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Tất cả các hộ gia đình nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh treo cờ Tổ quốc. Thời gian treo cờ và băng rôn: đợt 1 từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 2 tháng 5 năm 2021. Đợt 2 từ ngày 6 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 8 tháng 5 năm 2021. Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.